Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá, giới thiệu anh em một cái ống len zoom. Ống len zoom nhá. Ống này là ống len zoom 18x nhá. Cái này để giới thiệu anh em cũng quen khá là nhiều rồi. Cái cách nắp này anh em cũng nắm được rồi. Thì hôm nay tôi giới thiệu cho anh em thấy được cái hình ảnh của nó nhá. Hình ảnh thực tế của nó mang lại. Thì đây là cái hình ảnh mà tôi quay qua cam của điện thoại mà không có hỗ trợ ống len. Đây, tôi đang đứng ở trên cái văng của nhà cấp 4 nhá. Đây. Phía ngoài là cánh đồng phía trước nhà tôi này. Đấy, nhá, phía đồng cánh trước nhà nhá. Đấy. Thì các bác nhìn thấy cái tầm xa này. Các bác thấy tầm xa. Tôi để đây chú thấy một số điểm cơ bản để các bác xem nhá. Đây ví dụ như ở dưới này đi. Đây tôi zoom điện thoại lên này. Nhá. Đây các bác này. Đây, tôi zoom điện thoại đây các bác xem này. Đấy. Đây nhá. Đấy. Đây là bác thấy cái khu nhà màu xanh này. Cái cột điện này nhá, cái cột điện cao nhá. Nhá. Cái điện thoại này zoom lên thì nó lại cứ hơi tối. Đây bên này nhà 3 tầng này. Đấy. Ở bên ngoài bờ sông này nhá. Thì bây giờ tôi sẽ gắn cái len này vào. Gắn len này vào nhá. Gắn len vào để cho các bác thấy được hình ảnh thực tế của nó. Con điện thoại này là zoom quá tối mờ luôn. Rồi. Đây nó sáng lại này. Cái này tôi điều chỉnh nó không được hợp lý, ảnh nó không được đẹp lắm nhé. Đây. Thế bây giờ quan trọng nhất khi các bác gắn cái len này vào ấy là các bác phải biết lấy nét nhé. Các bác phải biết lấy nét, có nghĩa là các bác xoay cái vòng cái len này. Xoay vòng len này sang trái hoặc sang phải thì các bác sẽ lấy được nét của nó nhá. Đây tôi sẽ gắn vào. Còn cái bát kẹp len ấy tôi đã kẹp sẵn vào điện thoại rồi. Bây giờ tôi chỉ còn nhiệm vụ là xoáy ống len vào thôi nhé. Để cho nó thả ra được nhanh hơn. Đấy. Tôi xoáy ống len vào rồi. Đấy. Đấy. Bây giờ tôi mới bỏ nắp chụp ống len ra này. Đấy. Bây giờ tôi bắt đầu lấy nét nhé các bác nhé. Tôi lấy nét này. Các bác cứ xoáy sang trái, xoáy sang phải. Làm sao hình ảnh nó nét nhất thì các bác để lại nhé. Anh nhìn nét nhất thì các bác để lại. Đây này các bác này. Đấy, nha. Đây là hình ảnh được lấy qua ống len. Đây. Đây hình ảnh lấy qua ống len nhá. Đây cái nhà 3 tầng mà lúc nãy tôi nói đấy. Đó nhà 3 tầng đấy. Tầm này nói chung là cái ống len này ấy, cái cự đi quay cho mình. Cự đi quay cho mình thì sẽ là từ 3 m cho tới tận 800 m nhá các bác nhá. Cái tiêu cự nó tới 800 m đấy. Đây. Hình ảnh rất là sắc nét nhé. Đấy các bác nhé. Cái này ấy, khi các bác giữ được cái điện thoại càng ổn định bao nhiêu thì hình ảnh nó càng đẹp bấy nhiêu nhé. Hình ảnh nó càng đẹp. À, ví dụ như cái này các bác đi săn bẫy, đi quan sát thì cực kỳ nhá. Đấy các bác nhá. Rất là sắc nét. Đây các bác quan sát mấy trăm mét thì cực kỳ luôn. Đây tôi quay xuống cái khu nhà màu xanh mà lúc nãy tôi nói này. Cái này quan trọng nhất là cái độ ổn định của điện thoại nha các bác nhé. Độ ổn định của điện thoại im thì hình ảnh sẽ rất là đẹp. Đây, đây là tôi chưa zoom lên tí nào nhé, bây giờ tôi zoom lên một chút này. Zoom lên một chút. Các bác thấy ảnh rất là nét luôn nhé. Đây các bác nha. Đây. Tôi để ổn định xem là. Đây, hình như phía bên kia là có mấy người đi làm kìa. Chắc cách phải đến 700-800 mét quá. Đây chẳng nhìn thấy người đâu. Đó. Đây là cái gọi là cái len zoom các bác nhá. Len zoom 18x. Đấy, 18x hỗ trợ điện thoại quay phim chụp hình từ xa. Đấy, các bác gắn cái len zoom này vào là các bác sẽ giúp cho điện thoại các bác quay phim chụp hình từ xa được nhá các bác nhé. Đây, ví dụ tôi zoom gần lên tí nữa đây này. Đây, zoom gần lên tí nữa. Và điện thoại nó giữ lại ổn định. Thì cái nhà 3 tầng đấy, cái nhà 3 tầng tôi bảo ấy, đây cái ban công chỗ sân thượng ấy nhá, thì có người hay là có chim cò còn nhìn rõ. Có cô gái nào đấy thì ngắm thấy tuyệt vời luôn. Xa thế kia vẫn rõ nét luôn nhá. Đây, ví dụ như chỗ cái sân thượng của nhà 3 tầng đấy mà treo lồng chim thì mình còn nhìn thấy nhá. Đây là cái hình ảnh của cái len zoom mang lại các bác nhá. Cái này các bác lưu ý quan trọng nhất đó là cái độ ổn định của điện thoại. Càng im bao nhiêu thì ảnh càng đẹp bấy nhiêu. Rồi, cảm ơn các bác nhá. Mọi thông tin các bác cứ liên hệ với lại số điện thoại tôi để ở dưới tiêu đề video nhá. LENZOOM 18x nhá. Rồi, xin chào các bác.